xin chào mọi người, chào mừng mọi người đang đến với channel bỉm sữa của Vani và Nini. Thật ra thì Nini đang ngủ rồi, video clip này thì sẽ không có Nini đâu. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người hãy xem đến cuối video clip, bởi vì ngày hôm nay Vani chia sẻ với mọi người về một cái TVC, một cái đoạn phim ngắn, một cái đoạn clip mà Vani cực kỳ đồng cảm. Và Vani nghĩ là những người nào, những ai đang có con, đang trở thành mẹ đều có những cái cảm xúc giống như Vani khi mà xem chiếc video clip này. Có một cái điều đơn giản là đây là lần đầu tiên Vani chia sẻ một đoạn video clip với mọi người. Thì Vani hy vọng là mọi người sẽ hiểu được cái câu chuyện mà cái đoạn video clip này mang tới, bởi vì nó thật sự hay. Mọi người cùng xem với Vani nha. Bắt đầu. Dựa trên một câu chuyện có thật của một bà mẹ. Không thấy mẹ đâu hết. Phát hiện ra một cuốn nhật ký của Bon. Bạn này tên Bon. Bon đã lớn hơn. Vậy là Bon đã được 7 tuổi. 7 tuổi. Mới ngày nào còn... Ôi trời ơi. Cái ông Bon 5 tuổi dễ thương, 5 tháng dễ thương quá gì. Ông Bon 5 tháng dễ thương quá gì. Trời. Nhà tắm mơ ước của tôi đó, màu hồng đó mọi người. Đến bên mẹ như một thiên thần nhỏ bé. Ôi trời, Bon được 1 tháng cơ. Lớn hơn thế này. Ôi, nay thì 11 tháng cũng hy vọng là được đi vậy. Bon của mẹ rất tự lập, chuyện gì Bon cũng làm được một mình. Giỏi. Bon muốn ngủ một mình. Giỏi. Bon không sợ ma. Giỏi. Mẹ ơi, con tự chạy xe được rồi. Con muốn tự tắm cơ. Mẹ tự hào về con lắm, con chạy. Mọi người biết không, đây là cái phương châm mà Vani muốn, cái cách mà Vani muốn nuôi dạy em Ni á. Có nghĩa là Vani muốn con của mình sẽ tự lập hết mọi thứ. Thật sự luôn, tới bây giờ cái việc tự ngủ cũng vậy. Rồi ăn Vani cũng giống như Vani chia sẻ với mọi người ở cái clip 9 tháng á, là bây giờ Ni cũng tự ăn, có nghĩa là Ni ăn bốc. Là Ni, Vani để một cái phần ăn của Ni, Ni thích món gì Ni bốc món đó. À, ngủ cũng vậy. Vani sau cái đợt khủng hoảng ngủ vừa rồi, Vani đang luyện tập lại cho Ni về cái việc tự ngủ. Vani cũng tự ngủ. Tự ngủ, tự chơi. Tự chơi một mình, Vani không có can thiệp vô, hay là Vani sẽ không có bế bồng Ni, hay là cái đó là hoàn toàn là cái cách mà Vani muốn cho em Ni tự lập. Vani nghĩ là thật ra là cái đó cũng có một số cái ý kiến trái chiều về cái việc là nếu như mà để con tự lập sớm quá thì là con không có trong vòng tay của bố mẹ, kiểu như là mình không thương con. Nhưng mà không phải đâu, Vani thật sự rất là thương em. Có nghĩa là trong những cái khoảng thời gian mà hai mẹ con chơi với nhau thì Vani vẫn chơi với con nè, Vani vẫn đọc truyện, Vani vẫn hát hò, Vani vẫn dẫn em bé đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà Vani vẫn muốn em bé tự lập. Mà khi mà con tự lập lên rồi thì mọi người sẽ xem nè. Y chang Vani luôn, cái này là y chang, cái clip này là y chang Vani luôn á. Trai à. Nhưng Bon ơi, con đừng lớn nhanh quá, được không? Vani đó mọi người. Trời ơi, mọi người không biết đâu. Có nghĩa là mình luôn muốn em bé là phải tự lập, tự làm hết mọi thứ. Nhưng mà nhiều lúc mà mình ngủ á, Ni ngủ á, mình muốn ôm Ni á, thật sự ra cũng khó nữa, tại vì mình sợ phá giấc ngủ của con. Rồi xong, ví dụ như Ni ăn một cái bàn đó, rõ ràng là mình để thịt, để rau. Ni chỉ thích ăn rau, Ni không thích ăn thịt. Mặc dù mình rất muốn con ăn thịt mà mình cũng không can thiệp. Mình sẽ hướng dẫn con, chứ mình sẽ không can thiệp vào cái việc là con ăn gì. Vani hoàn toàn là muốn theo cái nhu cầu của con. Nhưng mà Vani đã rất nhiều lần bị trong cái trường hợp này, có nghĩa là ôi trời ơi, nếu như mà bà lớn lên, bà đang tự lập được, bà lớn lên thì bà có cần mình nữa không? Ni có cần Vani nữa không? Ni có kiểu giống như là Ni đã làm được hết mọi thứ rồi. Ni có còn cần sự hỗ trợ của mẹ nữa hay không? Và lại thêm một cái nữa là theo kiểu giống như là trời nói sao ta? Ý là 9 tháng nó trôi qua nhanh quá. Mới năm ngoái thôi. Trời, mình nhớ rõ ràng cái cảm giác mình đi đẻ luôn đó mọi người. Mình nhớ rõ ràng, nhớ in sâu từng chi tiết một là cái ngày mà Vani sinh đi như thế nào nha. Rồi Vani nhớ là đầy tháng như thế nào nha. Rồi Vani nhớ là dẫn Ni đi chích ngừa đó là sao nha. Rồi lần đầu tiên Ni đi du lịch nè, lần đầu tiên Ni đi bơi. Có nghĩa là Vani rất nhiều cái lần đầu tiên mà mình chọn mình nhớ hết.
Nhưng mà đúng là thiệt, tự nhiên cái chỗ 9 tháng trôi qua nó quá nhanh luôn á. Còn có 3 tháng nữa là bà thôi nôi rồi, bà một bà có tuổi rồi. Trời ơi, rồi xong sau đó bà sẽ lấy chồng. À không, bà sẽ đi học. Rồi bà sẽ có đi làm, xong rồi kiếm tiền, xong rồi bà lấy chồng. Tôi không chịu, tôi không chịu. Thật sự là không chịu luôn á. Thiệt luôn á. Bà đi muốn là lúc nào bà cũng nhỏ hoài vậy đó. Nhiều khi mình bị mâu thuẫn á mọi người. Có nghĩa là bản thân mình muốn là con phải tự lập. Có nghĩa là sau này ra đời con không có sợ ai hết, con phải tự lập, con phải bản lĩnh. Nhưng mà khi mà con tự lập quá cái tự nhiên mình lại kiểu trời ơi, con tự lập quá, con lớn nhanh quá. Thì mẹ phải làm sao đấy? Ê, tôi không chịu. Trời, thiệt luôn á. Tôi lộ bản chất bánh bèo. Dễ thương quá. Thỉnh thoảng mẹ lại nhớ đôi bàn chân bé xíu đó và làn da sữa của con ngày y chang luôn, y chang luôn. Mẹ nhớ giọng nói và ánh mắt ấy. Bây giờ là Ni á mà chưa biết nói á, mà mình còn nhớ chính cách đây 9 tháng á, chứ đôi lửa lúc mà biết nói rồi rồi. Ôi trời. Khi con bập bẹ nói tiếng mẹ. Với mẹ, con là cả bầu trời yêu thương. Câu này đúng mẹ không? Vừa mong con khôn lớn, lại vừa lo sợ con lớn nhanh. Thấy quá, chưa? Y chang, y chang. Thật sự. Trời. Đôi khi mẹ chợt thấy nhớ làn da mềm mịn, thơm mùi sữa của con ngày bé. Mà lâu lắm rồi mẹ không cảm nhận được. Không biết mọi người có tắm cho Ni không, chứ Vani là Vani không có tắm cho Ni. Đây nè, Vani không có tắm cho Ni, nhưng mà may mà mọi người biết không, một khi mà Vani đã tắm cho Ni là Vani tắm chung. Vani tắm chung luôn. Vani tắm chung với Ni luôn. À, Vani cảm thấy là đúng là cái mùi da em bé nó kích thích thiệt. Nó kích thích ở đây để mình hửi da con mình nghiện con mình á. Mình giảm stress luôn á. Có một cái, Vani có đọc một cái post đó là có một cái cách để làm cho người mẹ bớt căng thẳng, đó chính là hít hửi da của em bé. Đúng luôn á nha mọi người. Mẹ có thể ngưng thời gian được không? Dễ thương quá ha. Không, Vani cũng Vani lâu lâu cũng muốn như vậy á. Kêu là từ cái lúc mà Ni 6 tháng cho tới bây giờ là cảm nhận cái sự thay đổi của con rõ ràng cực kỳ luôn. À, 6 tháng mà 5 tháng rưỡi là bà biết ngồi ha. Xong rồi bắt đầu bà bò, bà trường, bà tùm lum tà lá hết trơn á. Là cảm thấy là rồi con biết quá nhiều kỹ năng rồi, con sẽ lớn. Ủa, mâu thuẫn á mà chị, mình chịu không nổi mình luôn á trời. Nhưng mà Vani rất là thích cái thông điệp của cái video clip này của Johnson. Tại vì đấy là của Johnson mang tới. Mà biết tại sao không? Tại vì bản thân Vani à, Vani thì không có viết nhật ký cho Ni. Tại vì Vani đã từng đọc trộm nhật ký của mẹ rồi. Và Vani cái lúc mà đọc trộm nhật ký của mẹ viết cho Vani á, thì Vani cảm thấy mình vô cùng có lỗi luôn. Vani đọc nhật ký, không phải là nhật ký mà là những cái dòng mà mẹ mình viết cho mình á, trong một cái thời điểm đó là mình quá hư và quá quậy. Không phải hư quậy là cái chuyện gì nó bất bình thường, mà có nghĩa là mình bị chướng khí, mình dậy thì á. Mình đọc được những cái dòng đó và mình cảm thấy rồi mình thật sự là có lỗi luôn. À, Vani thì Vani vẫn không biết là có nên viết nhật ký cho Ni hay không, bởi vì Vani cũng không muốn Ni sẽ có cả cảm giác có lỗi khi mà đọc được những cái gì đó mà mình biết. Nhưng mà nếu như mà Ni không phát hiện được những cái lỗi đó, giống như Vani năm đó mà không đọc được những cái dòng đó, thì có khi là Vani sẽ không có thay đổi, Vani sẽ không có sửa sai. Thì chắc nhờ cái video clip này cho Vani cái động lực viết nhật ký lắm luôn á. Thật sự là cho mình một cái động lực để mình viết nhật ký. Vani đã từng nghĩ tới cái việc là viết nhật ký cho Ni rồi, là Vani muốn viết nhật ký cho Ni từ cái lúc mà Vani mang thai kìa. Nhưng mà sau đó Vani nhớ lại là hồi xưa Vani đọc được, Vani không muốn con gái của mình có cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi xem cái video clip của Johnson, Vani nghĩ là cũng nên.
nên nha. Tại vì khi mà đọc được những cái dòng cảm xúc đó thì có thể là em bé sẽ thay đổi và y chang luôn. Nhân vật trong bản Bon này đã thay đổi mà. Chắc là mình sẽ viết một tí. Mình bắt đầu viết từ lúc My 1 tuổi đi. Một cái mốc để tiếp. À, mấy cái chấm chấm này là mùi hương á. Không mà Vani confirm nha, Johnson là thơm thiệt. Johnson là hồi ức của Vani đó, có nghĩa là cả một cái tuổi thơ của Vani là Vani chỉ biết tắm Johnson thôi đó, không mình không có tắm cái sữa khác. Vani á nha, từ xưa tới giờ là tắm Johnson á. Sữa tắm quốc dân dành cho các em bé sơ sinh. Lớn cũng xài. Thơm thiệt. Thơm dịu dàng lắm chứ không phải gắt gao gì đâu, thơm dịu nhẹ. Dễ thương quá. Mà cái bạn mẹ này đóng cũng hay đó nè, diễn hay quá. Bạn mẹ chắc có con rồi, diễn tốt quá. Mẹ không thể giữ con mãi nhỏ bé trong vòng tay, nhưng mẹ có thể giữ mãi cho con làn da sữa thơm mịn như ngày bé. Thông điệp quá dễ thương luôn. Thông điệp thật sự dễ thương á. Mẹ không thể giữ con mãi nhỏ bé trong vòng tay. Trời ơi sao vậy? Nhưng mẹ có thể giữ mãi cho con làn da sữa thơm mịn như ngày bé. Thông điệp hay quá. Johnson's mầm non mới chiết xuất từ 200% tinh chất gạo và 300% như vậy là Johnson sẽ ra sản phẩm, đã ra sản phẩm mới hai loại, một loại là Johnson gạo và một loại Johnson yến mạch. Là Johnson mầm non là dành cho trẻ từ 1 tuổi trở lên. Gạo thì có 200% gạo, phần yến mạch là 300% mạch rồi. Vậy là nó còn mịn dữ nữa mọi người. Tại mọi người biết sao? Vani nè, chuyên gia rửa mặt bằng nước vo gạo và đắp mặt nạ bằng yến mạch. Đó, nếu như mà ai hỏi bí kíp da đó thì Vani chia sẻ luôn đó. Là rửa bằng nước vo gạo và đắp mặt nạ bằng yến mạch siêu mịn luôn. Nhưng mà hơi bắt nắng, cho nên ra đường là nhớ kỹ nha mọi người. Nó cực kỳ mịn luôn á, thơm nữa. Yến mạch nó thơm đấy. Chất yến mạch giúp nuôi dưỡng toàn diện, dễ thương quá. Thơm mịn, chuẩn da sữa, tốt cho cả da mẹ và... Cái bạn Bon mà 11 tháng có mấy cái răng dễ thương ghê. Và Ni cũng 6 cái nè, trời nhìn đã ghê. Bé trên 1 tuổi, Johnson sữa gạo và yến mạch mới cho bé mầm non. Vani thấy hay quá ha. Thật ra là từ đó giờ là trong ký ức ngày xa xưa của Vani là Vani chỉ nghĩ là Johnson là chỉ dành cho trẻ sơ sinh thôi. Nhưng mà tại vì nó quá thơm và kiểu như là nó quá mịn cho nên là người lớn cũng hay tắm. Điển hình là Vani cũng chuyên tắm Johnson á. Và bây giờ có thêm cho trẻ từ 1 tuổi trở lên nữa thì rất là hay. Nhưng mà Vani cũng có biết một cái điều là như thế này. Tại vì á, hiện tại không biết mọi người như thế nào nha, Vani thì đang dùng cho Ni là sản phẩm sữa 2 trong 1, tức nghĩa là tắm và gội cùng một chai đó. Thì đối với trẻ sơ sinh thì ok, như vậy thì được. Nhưng mà trẻ mà 1 tuổi trở lên á, thì mình nên tách riêng ra là sữa tắm riêng, dầu gội riêng. Mọi người biết tại sao không? Đơn giản lắm, tại vì khi mà em bé lớn lên, em bé hoạt động rất nhiều luôn. Em bé tiết mồ hôi ra nhiều hơn nè. Rồi có nghĩa là cơ thể của em bé bắt đầu nó có mùi cơ thể. Nó cũng không nhiều nhưng mà nó có. Thêm nữa, cái thứ hai nữa là cái tóc của em bé bắt đầu kiểu như là cứng hơn, rồi đổ mồ hôi đầu. Mà da đầu với lại da mình thì không có phải là giống nhau, nó bắt đầu khác nhau rồi. Cho nên đó là Vani nghĩ nha, là các mẹ mà trên 1 tuổi thì mình nên xem xét cái việc là mình sử dụng tách ra sữa tắm và dầu gội thì nó sẽ ok. Đó, xong rồi, hết clip rồi. Dễ thương quá. Dễ thương là mọi người biết tại sao dễ thương không? Tại vì cái thông điệp từ cái chiếc video clip này đưa ra nó quá giống như Vani và vô tình nó lại đánh trúng vào cái tâm lý của Vani. Vani nghĩ là mẹ bỉm nào cũng như vậy. Vani thì nặng hơn tại vì Vani tập cho con độc lập, tự lập từ nhỏ. Thì Vani bị nặng hơn, còn các mẹ thì chắc chắn cũng sẽ có. Các mẹ sẽ cảm thấy là trời ơi, sao cái khoảng thời gian 1 năm đầu á nó trôi qua quá nhanh. Mà bản thân mình thì luôn luôn mâu thuẫn với cái việc là tôi muốn con tôi lớn, nhưng mà con ơi đừng lớn nữa, con phải ở bên mẹ mãi mãi, con từ từ lớn thôi. Và thông điệp này rất hay, Vani sẽ tua lại cái đoạn đó, Vani đọc cho mọi người xem nè. Cái câu này nó rất là hay luôn á. Cái
con này nó đây, mẹ không thể giữ con mãi nhỏ bé trong vòng tay, nhưng mẹ có thể giữ mãi cho con làn da sữa thơm mịn như ngày bé. Đáng yêu thật sự. Ok, hôm nay Vani chỉ muốn chia sẻ với mọi người vậy thôi, bởi vì Vani nghĩ là bao nhiêu đó thôi nó cũng đã đủ nói lên cái tình trạng chung của các mẹ bỉm chúng ta rồi, và nó nói lên được cái nỗi lòng của chúng ta. Vani hy vọng là mọi người sẽ đồng cảm với Vani ở chiếc video clip này. Và ngoài ra thì những cái tips cũng như những cái cách chia sẻ, những cái chia sẻ của Vani về cái việc sữa tắm sau một tuổi thì mọi người hãy nghiên cứu cái đó, bởi vì Vani nghĩ là cái đó rất là đúng và cần thiết luôn. Ok, video clip mình xúc động quá, mình nó liếu luôn á. Video clip đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giây phút này. Còn bây giờ thì hẹn mọi người vào video clip tiếp theo nha. Bye bye.